Hoàng Dung và Mai Tuấn xin cảm ơn sự trở lại của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin thế giới. Các nhà lãnh đạo Tây Phương cam kết tiếp tục yểm trợ nhân ngày mừng độc lập của Ukraine. Hoa Kỳ nói Nga sẽ lập kế hoạch tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng ở Ukraine. Ký giả Mexico bị giết vì viết bài lên án chính khách liên quan đến vụ 43 học sinh bị mất tích năm 2014. Hành khách chấn động vì bị kẹt 5 tiếng đồng hồ dưới đường hầm Channel. Số vụ bạo lực chống phụ nữ tăng vọt tại Ai Cập. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin chi tiết. Lãnh đạo các quốc gia Tây Phương cam kết tiếp tục yểm trợ đất nước bị tàn phá vì cuộc chiến tranh xâm lược của người Nga vừa bước qua tháng thứ 7 nhân ngày độc lập của Ukraine vào hôm thứ Tư. Ở London, Bộ Quốc phòng của Anh Quốc đã đưa lên mạng xã hội đoạn băng video với ca khúc Symphonia của Ukraine đoạt giải Eurovision Song. Một vòng hoa hướng dương, quốc hoa của Ukraine được dựng lên để trang trí lối vào văn phòng của Thủ tướng Anh Quốc ở đường Downing. Thủ tướng Boris Johnson, người sắp rời nhiệm sở, đã kêu gọi các quốc gia đồng minh tiếp tục yểm trợ Ukraine trong các lĩnh vực viện trợ nhân đạo, kinh tế và ngoại giao, đồng thời tuyên bố là không bao giờ công nhận việc Nga sáp nhập Crimea hay là bất kỳ lãnh thổ nào của Ukraine. Brussels, thành phố của Bỉ, được trang trí bằng một lá cờ Ukraine khổng lồ dang ra tại công trường Grand. Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden, đánh dấu ngày này bằng việc công bố viện trợ quân sự cho Ukraine. Thủ tướng của Đức là ông Olaf Scholz trong một đoạn băng video đăng lên Twitter đã chia buồn với những người bị mất bạn bè hoặc là thành viên gia đình, những người chạy trốn chiến tranh vì cuộc xâm lược của Nga. Nhà lãnh đạo của Pháp, Phần Lan cũng tuyên bố tương tự nhân ngày độc lập của Ukraine. Đức Đức Giáo hoàng Francis đánh dấu kỷ niệm nửa năm cuộc xâm lược bằng cách chỉ trích cuộc chiến tranh điên rồ, đồng thời báo động về nguy cơ thảm họa nguyên tử ở Ukraine. Trong khi đó, thì Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và đệ nhất phu nhân Olena Zelenska đã tham dự buổi cầu nguyện để đánh dấu 31 năm đất nước giành độc lập từ Liên Xô. Hoa Kỳ nói Nga sẽ lập kế hoạch tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai vừa qua 22 tháng 8 đã khuyến cáo Nga sẽ đẩy mạnh các nỗ lực tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và cơ sở chính phủ của Ukraine trong những ngày sắp tới, theo hãng tin AP. Tòa đại sứ Mỹ tại Kiev đã kêu gọi các công dân Hoa Kỳ vẫn còn ở Ukraine phải rời khỏi đất nước ngay lập tức. Bộ Ngoại giao nêu rõ, hãy lập tức tìm chỗ ẩn nấp khi nghe thấy tiếng nổ lớn hoặc là tiếng còi báo động. Nếu ở trong một tòa nhà thì hãy đi xuống tầng thấp nhất và tìm nơi có ít tường, ít cửa sổ và lỗ hở nhất. Trong đồng thời đóng toàn bộ cửa và ngồi gần một bức tường bên trong, tránh xa mọi cửa sổ hoặc là khe hở. Theo một viên chức Hoa Kỳ thông thạo tình hình, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra khuyến cáo này sau khi Cộng đồng Tình báo Mỹ hôm 22 tháng 8 giải mật một báo cáo cho thấy Nga sẽ tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Thông tin tình báo mới xuất hiện khi cuộc xâm lăng tàn bạo của Nga sẽ vừa tròn 6 tháng vào hôm thứ Tư, tức là 24 tháng 8 vừa qua, trùng ngày Ukraine độc lập khỏi ách cai trị của Liên Xô trước đây. Tổng thống Joe Biden hôm Chủ nhật 21 tháng 8 đã trò chuyện với Thủ tướng Anh Boris Johnson và ông Emmanuel Macron, Tổng thống của nước Pháp, cũng như ông Olaf Scholz của Đức về lo ngại những vụ pháo kích gần nhà máy nguyên tử Zaporizhzhia ở miền đông của Ukraine, đồng thời kêu gọi cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hiệp Quốc đến thăm nhà máy điện. Tuy nhiên, vị viên chức này lại nói báo cáo tình báo trên không liên quan cụ thể đến những mối lo ngại về Zaporizhzhia. Chính quyền của Tổng thống Biden đang gặp khó khăn trong việc giữ cho các đồng minh Tây Phương và ngay cả giới chính trị gia ở Washington tập trung vào việc duy trì sức ép lên ông Putin là Tổng thống của Nga. Riêng Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Đảng Cộng Hòa thuộc tiểu bang Kentucky, trưởng khối thiểu số Thượng viện Hoa Kỳ, hôm thứ Hai 22 tháng 8 tuyên bố điều quan trọng nhất trên thế giới vào lúc này là đánh bại lực lượng Nga ở Ukraine. Thưa quý vị, ký giả Mexico bị giết vì viết bài lên án chính sách liên quan đến vụ 43 em học sinh bị mất tích vào năm 2014.
ký giả Mexico bị bắn chết trong xe hơi vào hôm thứ Hai ở tiểu bang Guerrero, ven biển của Thái Bình Dương, đánh dấu một năm đẫm máu với số vụ thảm sát nhân viên truyền thông cao kỷ lục ở Mexico. Ký giả tên là Freddy, hay còn gọi là Freddy Roman, đã bị một nhóm chở nhau trên xe mô tô phục kích và đã bắn chết vào chiều thứ Hai tại thành phố Chilpancingo. Báo chí tại địa phương nói rằng ký giả Freddy Roman bị giết ngay sau khi đăng bài chuyên mục cáo giác các chính khách ở địa phương có liên quan đến vụ 43 em sinh viên đã bị mất tích vào năm 2014. Cái chết của ông Roman xảy ra sau vụ sát hại ít nhất là 3 ký giả Mexico khác trong tháng này và có ít nhất là 18 người khác trong năm nay. Số vụ tấn công bạo lực nhắm vào các ký giả và cơ quan truyền thông đã tăng vọt dưới thời Tổng thống Andrés Manuel López Obrador, người nhậm chức vào năm 2018, thưa quý khán thính giả. Hành khách đã bị chấn động vì bị kẹt 5 tiếng đồng hồ dưới đường hầm Tunnel. Một trong số hàng chục hành khách bị kẹt trong đường hầm Tunnel dưới lòng đại dương suốt 5 tiếng đồng hồ đã mô tả việc đi bộ lên tàu cứu nạn là kinh hoàng như cảnh trong phim kinh dị. Họ kể câu chuyện nói rằng chiếc xe điện Eurotunnel Lesotho Calais đến Folkestone vừa di chuyển khoảng 10 phút thì đột ngột dừng lại khoảng 3 giờ 50 phút chiều. Tất cả đèn của xe điện và đường hầm đều tắt ngấm. Tunnel dài 32 dặm là đường hầm dưới biển dài nhất thế giới, nối liền Caen của Anh và Calais của Pháp. Theo Eurotunnel, chuyến đi thường mất khoảng 35 phút. Hành khách được thông báo bánh xe điện bị hư và đã đợi 1 tiếng rưỡi đồng hồ để sửa chữa. Cuối cùng thì hành khách buộc phải đi bộ khoảng 10 phút qua một đường hầm bê tông khác, mà đường hầm này thì tối đen như mực, để chuyển sang một chiếc xe khác đến Folkestone. Số vụ bạo lực chống phụ nữ tăng vọt tại Ai Cập. Số vụ tấn công bạo lực nhắm vào những người phụ nữ ở Ai Cập đã thu hút sự chú ý của thế giới, cho thấy ngành thực thi pháp luật không nỗ lực hoạt động để đặt nữ công dân của nước này vào tình trạng bị đe dọa, quấy rối và tấn công. Vụ án gây chấn động Ai Cập và khu vực Trung Đông đã xảy ra vào cuối tháng 6, mà nạn nhân là nữ sinh viên 21 tuổi tên là Nayera Ashraf, người bị đâm 19 nhát dao trước cổng trường đại học ở Mansoura, phía bắc của Cairo. Theo cuộc điều tra ban đầu, thì người đàn ông được công bố có danh tính tên là Mohamed Adel đã quấy rối cô gái suốt gần một năm sau khi bị từ chối lời cầu hôn trước khi ra tay giết chết cô. Các nhà hoạt động cho biết, khó đo lường mức độ bạo lực nhắm vào phụ nữ ở Ai Cập, là một quốc gia mà phong tục tập quán ngăn cản phụ nữ tố cáo kẻ lạm dụng và quấy rối tình dục. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều không bị tố cáo, tăng gấp nhiều lần vào năm 2020. Chưa đầy 2 tháng sau vụ sát hại cô Nayera Ashraf, sinh viên đại học thứ hai là Salma Baget, 20 tuổi, cũng đã bị đâm chết bằng ít nhất là 15 nhát dao ở Zagazit, vùng nằm giữa Cairo và Mansoura, cũng chỉ vì từ chối lời cầu hôn của nghi can. Theo các luật sư và chuyên viên của pháp luật, thì hệ thống pháp luật thiếu biện pháp trừng trị đã để xảy ra quá nhiều tội ác nhắm vào những người phụ nữ ở Ai Cập. Và đó là những bản tin liên quan đến thế giới. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, anh em chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin Á Châu. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.